Hey Mila san konbanwa, chào các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến bài số 6, đúng không? Cái bài số 6 này trong sách Shinkansen, đúng không? Học về mẫu câu không chỉ mà còn, đúng không? Đấy. Vì các bạn đã học rồi, thế nên là với các bạn đã xem rồi nhá. Còn nếu các bạn chưa học, mình sẽ không đi sâu và giảng những mẫu ngữ pháp đấy nữa. Hiểu mình không ạ? Và mình sẽ đi sâu là chữa bài tập, và trong quá trình chữa đấy các bạn sẽ hình à, hóa ra đặc trưng của nó như thế này, thì các bạn sẽ dễ hình dung và dễ nhớ hơn nhá. Chứ còn đáp án trong sách cũng có, đúng không? Nhưng tại sao mình cứ phải live stream để cũng là phân tích cho các bạn kỹ hơn một chút, đúng không? Để các bạn hiểu này, đúng không? Và thứ nhất là các bạn phân biệt những cái mẫu đấy với nhau để nó dùng trong trường hợp nào, ngữ cảnh sẽ làm sao nhá. Nào, chiki chúng ta đến đây đọc cả để cho bài số 6 nào. Ok, đấy câu 1 có A, B mình sẽ phân tích nhá. Ok, hôm trước mình học một loạt những cái kagiru nikagaki này, nikagite đúng không? Thì nghĩa là giới hạn trong cái này. Nhưng hôm nay nó có cái dự này. Đấy, có đôi dự tức là không giới hạn, không chỉ có cái này mà vấn đề nhá. Không chỉ có cái A nhỏ nhỏ ở đâu ạ. Để xem mà thậm chí đúng không? Cả cái B này cũng này, và cái B này nó bao trùm cả cái A các bạn ơi. Nhìn thấy chưa? Đấy thì đằng sau konoken zentai ni, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy đằng sau là cái vấn đề, cái cụm này. Konoken zentai ni nó có kojobiru ga fueteru. Đấy không chỉ có cái gì đó mà toàn thể đúng không? Khắp toàn cái tỉnh này chẳng hạn, đúng không? Là cái tòa nhà cao tầng nó mọc lên rất là nhiều luôn. Đúng không ạ? Thì đấy, cái tỉnh này nó sẽ phải chứa đựng cái nội dung A. Đúng không? Chứa đựng cái nhỏ hơn, cái đơn vị nhỏ hơn của nó. Không chỉ nhỏ nước Nhật mà toàn thế giới. Không chỉ nhà tôi mà cả nhà hàng xóm. Đấy, tức là cái hàng xóm, đúng không? Cái khu dân cư nhà mình nó sẽ bao gồm cả nhà mình. Thế giới bao gồm cả Nhật Bản. Và tương tự thế thì cái Zentai này các bạn nhìn thấy chưa? Cái nào mà kênh Zentai này sẽ bao trùm cái gì? Bao trùm Tokyo à? Tokyo ngang bằng với nhau rồi. Nhìn thấy chưa? Zenkoku toàn quốc thì thậm chí nước toàn quốc còn to hơn cơ. Thế nên đấy nó phải là A các bạn này. Đấy, các bạn hiểu chưa? Minasan okaremasu, đúng không? Đấy nếu chỉ dịch thôi thì nghe rất hợp lý, đúng không? Đấy không chỉ Tokyo mà cả cái toàn cái tỉnh này cũng nghe cũng hợp lý, đúng không? Không chỉ toàn quốc mà cả cái tỉnh này nghe cũng rất hợp lý, đúng không? Đấy nhưng vấn đề, đúng không? Đấy vấn đề nó phải là liên quan đến đến cái vật cái nào to hơn. Đấy, đúng không? Chứ để chỉ mỗi dịch là không chỉ mà còn nhiều mẫu câu lắm, đúng không? Thì nhớ nhá, cái B cái đằng sau nó phải bao trùm, đúng không? Đấy cái phạm vi của cái A thì khi đó mình sẽ dùng nikagirazu. Nhớ chưa ạ? Đấy, không những thành phố của tôi, không phải thành phố, không khu nhà tôi, thành phố nhà tôi, phố nhà tôi mà cả toàn cái tỉnh này. Đấy không chỉ như ví dụ mình đang ở Hà Nội chẳng hạn, đúng không? Đấy không chỉ có khu quận của tôi mà cả cái thành phố Hà Nội đang giãn cách xã hội. Nghe thấy buồn rồi đúng không? Đấy đáp án phải là A nhá. Rồi ok, đấy câu 1 A chính xác. Câu số 2 nào. Anime của Nhật Bản ấy đúng không? Không chỉ cái này mà hiện nay này mà trên toàn thế giới này đúng không? Đang đánh giá đúng không? Đang được kiểu như là được ưa chuộng này đúng không? Đấy đánh giá rất là cao trên toàn thế giới. Vậy phải cái phạm vi nào? Anime của Nhật này đúng không? Đấy thì làm sao ạ? Không chỉ mà toàn thế giới, vậy nó phải bao trùm cái gì các bạn ơi? Câu 2, đấy đúng không? Thì đấy, cái đằng sau của nó là Sekaijiu, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, nhìn thấy chưa? Sekaijiu trên toàn thế giới, vậy cái toàn thế giới nó bao trùm cái nào? Bao trùm tất cả các tác phẩm à? Hay bao trùm giới trẻ? Hay là bao trùm kokunai? Nhìn thấy chưa ạ? Đấy, toàn phạm vi trong nước nhỉ? Đúng không? Chính xác. Đấy, nội địa Nhật Bản mà toàn thế giới nữa. Nên là bản câu này chính xác phải là C các bạn nhé. Nhìn thấy chưa? Đấy, tức là được đánh giá cao trên toàn thế giới nhá, chứ là tác phẩm toàn thế giới thì mình tính sau, đúng không? Như đây, cái Nikagirazu này, đúng không? Thì nó phải là bao trùm cái thế giới, nó bao trùm cái nội địa Nhật Bản, đất nước Nhật Bản. Nên đáp án chính xác sẽ là C. Nhìn thấy chưa ạ? Không nhìn thấy comment các bạn, cứ phải thoát ra mới nhìn thấy được này. Ok, câu số 3 này, Ringo ni nanka kagirazu. Đấy, không chỉ có táo mà, đúng không? Đấy, cái sự tươi ngon ấy, đúng không? Nó rất là quan trọng này, đúng không? Ok, vậy cái gì bao gồm táo các bạn ơi? Mi càng ngang bằng với táo. Sakana, đúng không? Nghe hợp lý nhở? Cá cần tươi đúng, nhưng mà sakana với Ringo nó là hai phạm trù khác nhau. Một cái là hoa quả, một cái là đồ ăn, đúng không? Đấy, còn đây là sẽ là kuramono, nhìn thấy chưa ạ? Ok, vậy đáp án câu này cũng là C các bạn nhé. Đấy, hiểu chưa? Câu số 4, Tanaka san ni kagirazu. Đấy, không chỉ có anh Tanaka đâu, đúng không? Đấy, Tanaka, mà gì đấy nhỏ, mà ai, thế nào, bao trùm hết đây nhá, đúng không? Đấy, đang học cả giờ nghỉ trưa nữa. Ủa dù chằm thế, tôi này, watashi wa, dame, đúng không? Đấy, ok, và đáp án đây phải là gì? Những người khác cũng thế, chứ tôi thì cũng là chỉ là một trong những anh đấy thôi, đúng không? Đấy, không chỉ anh ấy mà cả tôi, nghe rất hợp lý, đúng không? Anh Yamada nào đấy? Ở đây một anh Yamada, một anh Tanaka, đúng không? Chính xác, hai anh này cũng ngang anh ấy thôi, nhất là phải bao trùm, phạm vi bao trùm cả anh kia, và đây là những người khác nữa, đúng không? Đấy, trong đó có anh này nhá, thì mình sẽ chọn đáp án chính xác sẽ đáp án B.
Ok chưa ạ? Thì đó chính là ni kagida dự. Mặc dù cũng dịch không chỉ mà còn, nhưng không chỉ cái bé này mà cả cái to kia nữa nhá. Đấy, thì nó sẽ là ni kagida dự. Ok chưa? Rồi sang mẫu số 2. Đấy, còn bây giờ muốn cái ngang ngang nhau này đúng không? Thì mình sẽ dùng gì? Nomida dự. Nhìn thấy chưa? Nào, đến mấy mẫu câu số 2 nào. Rồi, một câu số 2 các bạn ơi, chúng ta nomi, nomi là chỉ, vậy nomi nara dự là không chỉ đúng không? Nhưng mà hai cái ngang nhau các bạn nhá. Ví dụ này, tháng 6 năm nay đúng không? Nhiệt độ thế nào đấy nhá. Ok, nhiệt độ thì đầu tiên tất cả đều từ của mình đều có phương án T, không ổn định này. Và những ngày mưa rào ấy cũng rất là nhiều. Đấy, nhiệt độ với cả những ngày mưa tức là nó ngang ngang nhau. Đúng không? Ok, cả không kể cái này mà có cả cái kia nữa, tất cả nói về thời tiết đi. Đúng không? Đấy, nhiệt độ đấy là thời tiết này, những ngày mưa rào cũng là thời tiết này đúng không? Thì cách kết hợp của nó chính là xem là bỏ mắt sự, bỏ đề sự này hay là thêm đà này hay là đề a đúng không? Đó thì cách kết hợp của mình đây nó chính là đề a đúng nomina. Nomina dự và kanemasu ka nên kotae wa shi desu. Các bạn đã nhìn thấy câu này của mình chưa? Đấy, câu 1 các bạn chọn A này, đúng không? Ừ, cái này là cách kết hợp thôi thì phải nhớ nhá. Ở trong sách nhưng có cái như cái này công nhận khó nhớ thật, đúng không? Thì nói chung là đi thi thì chắc chắn là người ta không hỏi đến các bạn đến những kiểu như này đâu, đúng không? Mà quan trọng nhất là phân biệt các mẫu câu với nhau ấy, đúng không? Chứ còn cách kết hợp này thì ít, hoặc là có hỏi thì hỏi những cái đặc trưng, ví dụ V tạ tô tàng này, đấy kiểu kiểu thế nhá. Ừ. Hoặc là matsu đi cộng với shirai như vừa rồi ấy, đúng không? Rồi cái vấn đề môi trường, đúng không? Đấy, thế nào đằng sau là gì nhỉ? Không chỉ mà còn là gì, vấn đề của cả trên toàn chikyu nữa, trên toàn trái đất nữa, đúng không? Vậy đáp án sẽ là gì đây? Thì trái đất đúng không, cũng đất nước tôi cũng vậy thôi đúng không? Ok, chính xác. Vậy đáp án ở đây câu 2 có bạn chọn A, có bạn chọn C, Ningen đúng không? Cái gì đây? Vấn đề môi trường đúng không, không chỉ con người mà là vấn đề của toàn toàn cầu à, đúng không? Chikyu Zentai đúng không? Đấy không phải tôi với con người thì giống giống nhau này đúng không? Và cái này sẽ là Wagakuni các bạn nhé, nhìn thấy chưa? Đó thì có nghĩa là không chỉ đất nước chúng ta mà toàn cầu nữa, đúng không ạ? Chính xác. Ừ. Đó, thực ra cái này mình có thể thay thế bằng Nikagira dự cũng được nhỉ, đúng không? Bởi vì là trái đất kiểu như phạm vi toàn trái đất nó sẽ bao trùm trong đấy có đất nước mình mà, đúng không? Ừ. Rồi tiếp theo nó sang câu số 3. Kono soujetsu wa shou shou jiu shita no mi narazu. Nhìn thấy chưa? No mi narazu. Cái tiểu thuyết này không chỉ có đã nhận thưởng được đâu, những cái phần thưởng Nobel các thứ chẳng hạn đấy đúng không? Ừ, những phần thưởng xin lỗi, những kiểu những phần thưởng cao quý đó chẳng hạn. Mà còn thế nào nữa? Taihen hyouka sareta, eiga ka mo sareta hay là yoku ureru daro. Đúng không? Câu này các bạn sẽ chọn gì? Câu 3 các bạn đang chọn B. Ok, chính xác đúng không? Nhận thưởng này sao lại còn được cái này thế này? Đấy, được thế nào đó chẳng hạn đúng không? Chứ còn cái việc đánh giá thì nó là chung chung được đúng không? Đánh giá thì mới dẫn đến cái việc được nhận thưởng này này, đúng không? Còn bán chạy thì nó cũng dẫn đến cơ. Đó là cái nguyên nhân kết quả, như đây là hai cái song song với nhau, được nhận thưởng mà được cái kia nó được là kiểu như là được dựng thành phim mà. Đúng rồi, Ega ka mo sareta nhá. Ừ, thì đó là mẫu câu nomi narazu đúng không ạ? Rồi, mẫu câu tiếp theo của mình đó là bakari ka. Nhìn thấy chưa? Ừ. Về cơ bản đi thì bakari ka bằng với cả bakari de naku và bằng với dake de naku, nhìn thấy chưa? Nhưng khi dùng bakari ka các bạn nhá thì tức là nó làm sao nhỉ? Những cái mẫu câu của mình về trước và về sau ấy, về sau nó nhấn mạnh hơn một chút, thậm chí còn cả cái này thế này. Đúng không? Cái phía trước nó đã quá đủ rồi đúng không? Không cần thêm nữa ấy, thế mà lại còn thêm cả cái kia nữa, đúng không ạ? Ừ. Còn khi dùng bakari de naku thì hai cái ngang nhau, không chỉ có cái này mà còn có cả cái kia, đúng không? Nó ngang ngang sàn sàn nhau luôn nhá. Rồi nào, mà mẫu câu số 3 đúng không? Chúng ta của bài số 1 chúng ta sẽ chọn gì đây? Kono dogu đúng không? Cái dụng cụ này này, cách sử dụng thế nào này đúng không? Mà còn dễ gì nhỉ? Dễ hỏng nữa, đúng không? À, cái này là cách kết hợp với một cái từ fukuzatsu thôi, đúng không? Cách sử dụng rất là phức tạp đúng không? Thì lúc này cách kết hợp của nó sẽ là fukuzatsu na bakari ka. Đó, coi này như một danh từ thôi, thế nên là fukuzatsu na các bạn nhé. Ừ. Rồi, một ô các bạn chọn B này, đúng không? Và các bạn chọn C này. Bạn thế sang à, đúng không? Ok, dễ nhầm, cái này đế thì phải nối với cả mệnh đề khác nữa bạn ơi. Đúng không? Fukuzatsu đế, xong thì wakare yasui thì được, đúng không? Thế nhưng đây có bakari ka thì cách kết hợp với bakari ka là một câu nhá, nên bạn là fukuzatsu na bakari ka. Câu số 2 nào. Kotoshi no natsu no atsusa wa hirokatta. Xong thì đấy nhỉ? Nani nani atsusa wa genin de byoukin ni naru. Bioki ni naru hito ga yoku sutsu shita. Nhìn thấy chưa? Ừ.
Có nghĩa là gì đây? Ôi nắng nóng năm nay á, mùa của hè năm nay dã man luôn, hidokata. Đó, không chỉ có cái gì mà, đúng không? Đấy, những cái người, đấy chủ ngữ về đằng sau là những người bị ốm do cái nguyên nhân nắng nóng ấy, đúng không? Nó cũng gia tăng, đúng không? Dục cứ sự sự như đấy chạ, chứ liên tiếp gia tăng xuất hiện nhá. Thì vậy, đúng không? Cái này đằng trước ấy, nó nắng nóng này, như là sau là còn thầm bị ốm đây này. Watashi bakari ka yujimo, không chỉ tôi mà còn cả bạn tôi nữa này. Hay là gì, không chỉ có đàn ông mà cả phụ nữ này, đúng không? Hay không chỉ có người già mà thậm chí cả giới trẻ đi. Ok, chính xác. Đấy, các bạn đọc lên chưa? Vậy bakari, các tất cả đang dùng bakari cả. Nhưng tôi, bạn tôi ngang ngang nhau. Nam hay nữ cũng ngang nhau. Nhưng mà thôi thì người già thì ok, mình hiểu. Ở người già thì bị bệnh cũng là quá rồi, vì người ta kiểu sức đề kháng yếu cái thứ này nọ ấy. Thế mà thậm chí cả giới trẻ cũng bị ốm do những nguyên nhân về thời tiết. Thì quá là nắng nóng luôn, đúng không? Nên đáp án chính xác câu này phải đáp án C. Chuẩn chưa? Ừ. Đúng rồi, đấy đọc lên sẽ rất là dễ hình dung ngay, đúng không? Ok, câu 2C chuẩn rồi, không nói nữa. Câu số 3, kyo chisuku setsumei kai ga atta ga chikoku sa ga okatta bakari ka. Nhìn thấy chưa? Đấy, chúng ta xem nhá. À, cái buổi hôm qua ấy, chúng ta có buổi giới thiệu việc làm cho dễ đi nhá, đúng không? Có rất nhiều người đi muộn này. Thế là quá đủ rồi, trời ơi, một buổi quan trọng như thế, nhiều thông tin hữu ích như vậy mà rất nhiều người đến muộn. Và thậm chí còn cả cái gì nữa, đúng không? Nói chuyện riêng, hay là gì nhở, đúng không? Đưa ra những câu hỏi rất là nghiêm túc, hay là gì nhở, số người vắng mặt ít, đúng không? Thì nó phải nhấn mạnh hơn, đã vắng mặt rồi, đã đến muộn rồi, ấy thế mà còn, đúng không? Nói chuyện riêng nữa, đúng không? Ok, không điểm về chỗ. Đúng ạ, à, chính xác câu 3. Câu 3 phải là A chứ nhỉ. Có bạn Mỹ Hạnh chọn C này, Minh Đức chọn C này. Đúng không? Đây này, ít đi bạn ơi, không phải nhiều đâu, ít này, ít thì tốt chứ sao? Mà nó phải là gì đây nhỉ? Cùng chiều với nhau chứ, đúng không? Đây, cái này là xấu này. Nhiều người đi vắng, đúng không? Và ít người vắng mặt thì tức là hai cái ngược nhau mất rồi, một cái tốt một cái xấu mà. Nó phải đã nhiều người đến muộn rồi lại còn hay nói chuyện riêng nữa, đúng không? Nên đáp án chính xác phải là A nhá. Câu số 4 nào. Cô nô cơ sử dụng nô mử dụ ni nát tê tà ra. Nát tê cả ra. Yô cơ nô mê rê Uống cái thuốc này xong, đúng không? Đấy, buồn ngủ thì ok, tôi hiểu được. Thế là quá đủ cho một cuộc tình rồi. Đang cần viết luận văn, đang viết, đang phải học tiếng Nhật, đúng không? Thế mà buồn ngủ dã man. À đây, yoku nemure naka yo ni natta bakari ka. Ừ, xin lỗi, chỗ này là ngủ ngon thế nhỉ? Uống thuốc này xong đã ngủ ngon rồi này, đúng không? Đấy, xong lại còn thêm cái gì nữa? Đúng không? Đấy, nó tùy theo cách dịch nhá, đúng không? Ok, đây yoku nemure de yo ni natta, đúng không? Đấy, chứ kia lại lúc mình nếu mà đang đang kiểu đang cần kíp thì mới là bị buồn ngủ ấy, đúng không? Thì như là yoku nemure de thì phải là ngủ ngon, đúng không? Và còn thêm cả cái gì nữa, đúng không? Chính xác. Hay yoku shokuyoku ga dete kita, còn kiểu ăn ngon ấy, thích 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 cái sự thèm ăn ấy. Hay là tự nhiên cổ họng cũng khát khô cổ ra, hay là gì nhỉ, khả năng năng lực tập trung nó mất đi. Đấy, cái này thì nó là minus sự này. Nhìn thấy chưa? Đó, mai nó sửa để chiếu. Đấy, gì cẩn thận cũng phải sai mất nhá. Có mỗi cái này là plus sự. Nhìn thấy chưa ạ? Đó. Ides có yaku tai wa? Ides. Ừ. Rồi, tiếp theo đến câu mẫu câu số 4 của mình là cái gì ta? Mẫu câu số 4 là Wamochiron Wamoto Yori. Còn nhớ không? Ừ. Cái này thì đương nhiên rồi. Đưa ra một cái rất là kiểu ai cũng biết ai cũng hiểu rồi. Thậm chí cả cái này nữa. Đúng không ạ? Ừ. Vậy câu này là gì đây? Đằng sau là gì ấy nhỉ? Chúng ta phải nỗ lực để mà chữa trị bệnh corona, covid này các thứ này chẳng hạn này. Bác sĩ thì đương nhiên rồi, cả bệnh nhân nữa. Gì bệnh viện thì đương nhiên rồi, cả bác sĩ nữa. Hay là gia đình thì đương nhiên rồi, cả bệnh nhân nữa các bạn ơi. Ai mới là người phải cái nhiệm vụ phải đi chữa bệnh các bạn ơi? Rồi, câu 1 là gì đây? Đó, người mà có nhiệm vụ đi chữa bệnh phải là bác sĩ. Bác sĩ đương nhiên rồi, nhưng bệnh nhân cũng phải cố gắng nỗ lực để có thể khỏi bệnh nhá. Chính xác là bà Na, nhìn thấy chưa? Musuko ya, ya, tôi đây các cửa này go kushita. Trời ơi, đúng không? Thằng con trai tôi nó đỗ đại học rồi, đúng không? Đấy, rất là vui, đúng không? Kasoku mo moto yori wa moto yori hong ni mo. Hong ni wa moto yori kasoku mo watashi wa moto yori no hong ni mo. Khi mà đỗ đại học thì ai là người vui nhất? Cái đứa đấy nó vui nhất đã, đúng không? Xong mới đến những người khác, đến tôi là anh trai nó, à đây mẹ nó chứ nhỉ, Mitsuko mà gọi là Mitsuko tức là mẹ nó, đúng không? Bố nó, đúng không? Kiểu kiểu thế. Thì lúc này đứa nào vui nhất ạ? Đúng không? Nó phải có cái hôn này nữa này. Đó, cái điều này đương nhiên nữa này, đúng không? Đấy, chính xác đây, đáp án chính xác phải là B các bạn nhá. Chứ gia đình để sau, đúng không? Đứa đấy phải gia đình cũng vui, đúng không? Những đứa đấy mới là đứa vui nhất thì hôn ni mo là hôn ni wa moto yori, hôn ni wa mochiron, nhớ chưa? Chính xác, câu 2B. Câu 3 thì sao? Cách sử dụng kính ngữ ấy, đúng không? Nani nani, muzukashi yoda. Đúng không? Chúng ta có sakaijin với cả gakusei à?
ở đây gai cốc cự. Rồi, ok, ba cái này khác nhau, mình phân tích từng cái một nhá. Người đi làm ấy, đúng không, là đương nhiên rồi, cả học sinh cũng vậy. Gai cốc cự Jin đúng không, người nước ngoài đúng không, đương nhiên rồi, và cả người Nhật cũng thấy khó. Hay là người lớn, đương nhiên rồi, và cả gì nhỏ, những đứa U10 ấy đúng không, mười mấy tuổi, tầm học sinh tiểu học, trung học ấy đúng không, thì cũng khó. Vậy cái nào đương nhiên đã? Người đi làm đúng không, người Nhật thì cũng thấy bình thường, đâu nỗi đâu đúng không, nhưng mà này nó khó ấy. Đứng trên cương vị là gì đấy, để tổ gai cốc cự Jin, người nước ngoài thì khó đương nhiên rồi, nhưng người Nhật có rất nhiều từ mà người ta không biết là sử dụng như nào cho hợp lý đúng không. Chính xác, vậy đáp án đây là B, để chiếu chuẩn luôn. Rồi mình sang đến mở câu số 5. Hôm trước mình có về cái UE đúng không, như UE đấy, các bạn lưu ý cho mình nhá. Có 3 mẫu câu về các bạn này. Về tạo UE đấy, hôm trước làm cái này rồi đến cái kia. UE quá, sau này các bạn học bằng với cả karani quá hoặc là izu quá, nhớ không? Một khi đã thì phải. Còn cái UE ní ngày hôm nay mình học đây đúng không, nó là gì nào? Không chỉ mà còn các bạn nhá. Nó chồng chất lên ấy đúng không? Đấy, đã tốt thì sẽ cùng tốt để mà tốt còn tốt hơn ý đúng không, đã xấu thì cùng tốt xấu và cùng xấu hơn ý, thì nó cảm giác chồng chất lên ý nhá. Rồi câu 1 đúng rồi, các bạn sẽ chọn gì đây? Anh ấy này đúng không, rất là kiểu như là sáng sủa, kiểu là thông minh lanh lợi dễ nhá đúng không, và thế nào nữa, thích manga hay là gì nhở, shumigana, chả có, thôi cái này bỏ luôn này, cái sẽ là bỏ luôn này đúng không, chính xác là gì nhở, tính cách rất là nghiêm túc đứng đắn này đúng không, chính xác, nói về tính cách nhá các bạn nhá, ngang ngang nhau đấy, cùng nói đánh giá về một thứ chứ tự nhiên đang nói về về tính cách thì sao mà nói về cái sở thích này đúng không, không hợp lý đó, nhấn mạnh về đó để hình dung nhá. Karenio đúng không, anh ấy này, tôi đã bị anh ấy đúng không đấy, không chỉ bị anh ấy bắt chờ 3 phút nhớ nhá, mata sareta, bị bắt chờ tức là mình là người phải chờ đấy đúng không, sau yusoku nani nani, nhìn thấy chưa, yusoku đằng sau là gochiso tức là mình bị đãi nó ấy. Vậy đáp án sẽ là câu 2, có bạn chọn B, có bạn chọn C đúng không ạ, chúng ta xem B nhá. Ồ, đã bị người ta sử dụng thì đấy, thể bị động sai khiến tức là mình có thích không, bị bắt đúng không, tức là không thích rồi, tức là đây là mai nó sự này, nhìn thấy chưa, thế mà lại được nó đãi bữa cơm đấy thì tốt quá rồi còn gì, tức là trước là mai nó sự, đằng sau lại là plus sự, nhìn thấy chưa, tức là lại tốt, mà nhớ là phải chồng chất lên nhau, đã xấu thì xấu dã man, đã tốt thì tốt, tốt đẹp vô cùng đúng không ạ, nên phải loại bỏ ngay cái B đi bạn ơi đúng không, đấy mình tôi đã chiêu đãi nó thì còn được, nhưng mà ở đây cùng cái đi là tôi đã bị nó bắt chiêu đãi, tức là mình lại phải chiêu đãi nó đúng không, để thể hiện rõ hơn là mình đã bị hết cái này bị đến cái kia đúng không, đáp án chính xác sẽ là đáp án C đúng không ạ. Đúng không, đào sáng đúng không, hải sáng đúng không, chiêu tê cà sài nhá. Câu số 3, Yamada san, Yamataka san ni, nếu mà presento itadaita ue, đấy lúc chết trước thì bảo là gì nhỉ, bị bắt chờ 3 phút xong lại bị nó bắt khao đúng không, đấy bắt trả tiền bữa tối nữa chẳng hạn, nhưng đây là ui được nhận quà các bạn ơi, nhìn thấy chưa, không chỉ được nhận quà đâu mà còn được cái gì đấy nữa, nhìn thấy chưa, ie made okutte itadaita presento wa kouka na mono datta hai la ichi mo yasashiku shite kureru đúng không, hai kotai wa minasan, cái này đúng rồi đấy, có rất nhiều bạn nữ không chỉ được nhận quà mà còn được tiễn về tận nhà vào ngày hôm đấy nữa, chứ cái này là giá trị của món quà rồi nhá đúng không, nó phải thêm cái gì khác cơ chứ, quà là vẫn là giá trị cao nhất, vẫn là nó đúng không, hay là lúc nào anh ấy cũng đối xử tốt với tôi nhưng mà là làm thế nhỏ, nhận quà đúng không, đã được nhận quà và cả thêm cái này nữa vào ngày hôm đấy thì nó phải đáp án A nhá. Câu này rất nhiều bạn chọn B và C thế, mặc dù cái này thì ok là tất cả đều là tốt rồi đúng không, giá trị quà cao hay là đối xử tốt đúng không, thế nhưng mà nó phải khác đi, không chỉ có cái này mà còn chồng chất lên đấy nữa đúng không, đã được nhận quà rồi lại còn được thêm cả cái này nữa đúng không, thì phải vào ngày hôm đấy đúng không, vì itadai tạ này các bạn nhìn này đó, thì phải ngày hôm đấy cũng được đưa về tận nhà nữa đúng không ạ, nó phải khác đi nhá, thì đáp án chính xác phải là A hiểu không ạ. Dạ chị nghe câu số, chúng ta sẽ tổng kết một chút tất cả các mẫu câu liên quan đến không chỉ mà còn đúng không ạ. Nhà bạn trai câu 3 này quá nhở. Câu số 5 của mình, vitamin B, vitamin E mo nanka kara ni hitsuyou na eiyousho de aru. Đúng không? Vitamin B và cả vitamin E nữa đều là những cái chất đúng không? Đấy, cái thành phần dinh dưỡng mà rất cần thiết cho cơ thể. No ue ni bakkari naku hay là bakkari ka. Ô trời ơi, ba mẫu câu này đều là không chỉ mà còn. Nhưng ue ni nó nhấn mạnh sự chồng chất lên. Các bạn nhìn thấy vừa rồi không?
Anh không chỉ này mà còn tận thêm cái này nữa. Trời ơi, rất nhiều cái em cứ chồng chất lên đấy, cảm giác đấy. Chứ còn vitamin B, vitamin E, thậm chí vitamin A, vitamin C là những cái nó chung chung, nó ngang hàng nhau các bạn ơi. Đúng không? Thì chúng ta sẽ phân vân giữa cái B và cái C. Thì cái C mình phân tích ấy, không chỉ có này mà thậm chí cả cái kia nữa. Hiểu ý mình không ạ? À? Đấy, nhưng mà rồi có cái câu về cái bài liên quan đến Bacarica đấy, đúng không? Là gì nhỉ? Không cách sử dụng gì nhỉ? Cách sử dụng phức tạp rồi. Đúng, ok, đã chấp nhận rồi. Thế mà nó còn hay vỡ nữa, đúng không? Thế chả muốn sử dụng cái này luôn ấy. Đó, cảm giác thế nhá. Nên lúc này đáp án nó sẽ dùng là gì đấy nhỉ? Bacardi để nạc cỡ. Nhìn thấy chưa? Không, mình thấy comment của các bạn nhờ. Một cái, đúng rồi đấy, các bạn gì các hay đúng không? Một cái là quá đủ rồi đúng không? Ấy thế mà thậm chí lại còn thêm cả cái này nữa. Đấy, cảm ơn bạn có những cách dịch rất là hay ạ. Cho ơi lý nghe hợp lý đúng không? Không chỉ đúng không? Thế nhưng mà nó chồng chất lên nhau bạn ơi. Nhìn thấy chưa? Không chỉ cái này mà có thêm cả cái này nó chồng chất lên nhau ấy. Đấy, như vừa rồi câu mình vừa học ơi lý xong đúng không? Không chỉ được nhận quà mà lại còn được đưa về tận nhà nữa. Ui sướng rơn đêm đấy mất ngủ luôn đúng không ạ? Rồi theo đúng không? Đấy những khi khỏe mạnh này thế nào đó này thì cả những khi đau ốm nữa đúng không? Đấy tôi cũng sẽ đi ra ngoài đi dạo những khi cảm như mệt mỏi ấy, tsuraitoki đúng không? Những khi mà đau lòng các thứ ấy chẳng hạn đúng không? Nói chung mệt mỏi đi được nhá. Vậy đáp án sẽ là gì? Câu này. Rồi câu hai các bạn đồng lòng A chính xác, lúc khỏe đương nhiên rồi, khỏe mới dạo, nhưng thậm chí lúc ốm đau bệnh tật, nhưng mà lúc mệt mỏi quá đúng không, tôi cũng đi dạo chứ không phải là không chỉ đấy, cái này là quá đủ rồi không mang nghĩa đấy nhá. Ni ca ghi đa dự đằng sau phải bao trùm lên cơ, lúc nào cũng đi cơ đúng không, thì mới là ni ca ghi đa dự nhá. Giang kiểu đằng sau là kyujitsu shukin mo nanka shita no de konshu tanakute konshu wa totemo tsukareta. Câu này nghĩa là gì đây? Làm thêm này đúng không, và thậm chí những ngày mà đi làm và ngày nghỉ tôi đã làm rồi nhưng mà tuần này tôi quá mệt rồi đúng không. Đấy, vậy nó sẽ là gì đây? Làm thêm này xong lại còn thêm cả gì đi làm và ngày nghỉ nữa, kêu chứ tự shooking đi làm các bạn nhé đúng không, đấy đến công ty đi làm nữa, trời ơi chồng chất lên, thế là hôm nay tôi tuần này đúng không tôi đúng là quá mệt mỏi luôn. Vậy câu 3 của chúng ta sẽ là nào? Cái này đương nhiên rồi, chả có cái giang kiểu nào là đương nhiên cả. Không đúng. Ni ka ghi đa sự thì nhớ đặc trưng của nó đằng sau nó phải bao trùm lên cơ. Đúng không? Chứ đi làm một ngày nghỉ không bao trùm cái làm thêm đấy nhá. Đúng không? Vẫn là tính lương riêng đấy. Đúng không? Nên là medes. Mà đáp án chính xác no ghê ni. Thấy chồng chất lên chưa? Đã phải đi làm thêm buổi tối rồi về muộn rồi, xong thậm chí thứ bảy nhật lại vẫn phải tăng ca đúng không? Đi làm một ngày nghỉ nữa đúng không? Thế là mệt mỏi chồng chất luôn nhá. Câu 4 nào, kare wa kakkoi, trời ơi anh ấy đã rất là kiểu ngầu rồi, bảnh bao rồi đúng không, thậm chí còn guitar và hát cũng giỏi nữa, ui thích luôn đúng không ạ. Đây ba câu tiếp theo, rồi câu 4 là các bạn chọn xe rồi đúng không ạ. Nào thì ta phân tích nào, lý ca ghi đa sự thì nhớ nó phải bao trùm lên, chứ guitar với hát hò có liên quan gì bảnh bao đâu. Quá motoyori đúng không, thì cái này đương nhiên rồi, bảnh bao chẳng có cái gì đương nhiên cả nhá đúng không, mà nó phải là bakari cả đúng không. Đấy ui đẹp trai tất nhiên có cả về mai sự, tức là cả về cái xấu cả cái tốt đó các bạn nhá, nhưng tất nhiên là cái bakari cả mình cảm thấy hay dùng với cái xấu nhiều hơn ấy đúng không. Như đây cũng đấy là nhiều hơn tôi chứ không phải là không có. Ui đẹp trai đã quá đủ rồi, em đã đổ đứa đừ rồi đúng không, nhưng ấy lại hát guitar đàn giỏi hát hay nữa, thôi sao định đổ luôn đúng không ạ. Đúng rồi, 4 đáp án C các bạn nhá. Đây khoanh vào cho bạn phân biệt rõ này. Câu 5, ryu gaku chuu wa nihon no gengo ya bunka wo manabu jibun no kuni no koto mo tsutaete nanka ii koto kangaete iru. Một câu rất là hay luôn. Lúc mình đi du học ấy thì cái mà việc mà chúng ta học ngôn ngữ cũng như là văn hóa của Nhật thế nào đó, và thậm chí tôi đang suy nghĩ là mình sẽ muốn là gì, truyền bá cả cái văn hóa, những cái điều hay ý đẹp, những cái tốt đẹp của đất nước mình nữa. Ue nomi narazu hay là bakari ka. Câu 4 C đúng rồi, các bạn làm đến câu 5 chưa? Câu 5B, ok chính xác, bởi vì hai cái này giống nhau mà đúng không? Đấy Nhật với cả Việt Nam, coi như Việt Nam đi chẳng hạn đúng không? Đấy hai cái này vị trí ngang nhau, A với B ngang nhau luôn đúng không? Đấy chúng ta học hỏi những cái điều tốt đẹp của Nhật thì mình cũng sẽ truyền bá cả những điều tốt đẹp của Việt Nam mình nữa đúng không? Chứ không phải nhấn mạnh chồng chất lên cái gì cả để mà cũng chẳng phải Bacardi cả, thậm chí đúng không, một cái này quá đủ rồi mà thêm cả cái kia nữa không nhá đúng không? Đấy học nếu mà kiểu nha, học ngôn ngữ Nhật là quá đủ rồi ấy mà lại còn bắt học cả văn địa lý lịch sử ấy cái gì đấy của Nhật nữa chẳng hạn đúng không, thì nó sẽ là Bacardi cả, nhưng đây không nhá, đáp án chính xác nomi narazu. Ides ko.
chuẩn luôn. Nào đến câu số 6 nào. 記念するには本人の意思 一緒に暮らす家族の協力が欠かせない. Này chưa? Đấy, câu này vừa nói xong này. Nghe rất là quen thuộc rồi đúng không? Để mà có thể gì ta? Cấm hút thuốc ấy, đúng không? Không hút thuốc nữa thì ý chí của cái người đấy thế nào đó đúng không? Mà thậm chí cần sự không thể thiếu được nhá. Kakasenai, các bạn nhìn thấy chưa? Chữ khuyết, khiếm, khuyết, thiếu này, không thể thiếu được sự hiệp lực, sự hỗ trợ của những người trong gia đình mà sống cùng với cái người đấy nữa ấy. Thì để mà không hút thuốc là ai là người tiên quyết? Ai là người mà điều đương nhiên? Phải ý chí người đấy chứ đúng không? Mọi người xung quanh họ bỏ thuốc đi, không hút thuốc, nhưng mà mình cứ thích thì mình cứ hút thôi, đúng không? Thì đó, phải nhấn mạnh ý chí của người này đương nhiên, đúng không? Và người kia nữa nhá, nhìn thấy chưa? Chứ còn đi kaki đa dự đúng không? Thì nó đằng sau phải bao trùm, đúng không? Đấy, thì đây là những cái sự giúp đỡ của những người gia đình này, các thứ này, nhưng không bao trùm lên cái ý chí của người đấy được. Nó no ue dame desho, đúng không? Cái câu này nhìn cái nó ra luôn. Các bạn thấy không ạ? Cùng một mẫu câu, cùng một cách dịch tiếng Việt đều là không chỉ mà còn, đúng không? Nhưng với mẫu câu nó sẽ có những sắc thái, đúng không? Mà sử dụng trong ngữ cảnh nó phù hợp. Hiểu với mình không ạ? Đấy, và điều quan trọng là khi học những cái mẫu câu xếp cùng trong một bài như này nó khó, khó đấy chứ, đúng không? Và các bạn thậm chí là có những bạn mà mình dạy trực tiếp trên lớp này, có những bạn mà xem những cái video mà trong khóa học online của cô C chẳng hạn này, thậm chí các bạn đi tìm hiểu rất nhiều những cái video của những senpai, sensei khác giải thích, học xong vẫn thấy mơ mơ màng màng, mơ hồ, thế rốt cuộc là như thế nào? Đúng không ạ? Thì thực ra đấy là cái sắc thái của câu nói các bạn ơi. Hiểu với mình không? Thì các bạn cứ nhớ đến một cái ngữ nghĩa đầu tiên của nó là không chỉ mà còn đã. Để lúc các bạn phân biệt với các mẫu ngữ pháp khác, ý nghĩa khác ấy, mình dễ hình dung để mình loại trừ bất đáp án đã. Hiểu không ạ? Đấy, sau đấy thì ok, mình nhớ thêm một vài những cái keyword của nó, đúng không? Đấy, như vừa rồi chẳng hạn ấy. Nikagi đa dự đúng không? Thì phải là gì đây? Cái sau bao trùm cái trước. Nomina đa dự thì là gì? Ngang nhau, đúng không? Bakari nắc cự là gì đấy? Bakari cả thì không chỉ cái này là quá đủ rồi, lại còn thêm cái kia nữa. Quá mô tô yori đúng không? Hoặc quá mô tô mochi đông chẳng hạn, đúng không? Cái này đương nhiên là những cái mà ai hiểu anh biết, thậm chí thêm cái này nữa này. Còn ư ê cảm giác như chồng chất lên ấy, đúng không? Để mỗi cái sắc thái của nó, và cái quan trọng khi mình học tiếng Nhật ấy, mình phải hiểu được cái sắc thái đó thì mình sẽ sử dụng nó tốt hơn. Còn bây giờ nếu để đi thi, các bạn cứ nhớ cho mình cả cái ý nghĩa của nó là tốt lắm rồi nhá, chứ đừng có mày mò đi nghiên cứu, mà càng nghiên cứu có khi lại càng đâm vào bụi rậm luôn ấy. Thật sự như thế luôn nhá. Như lượt đầu tiên các bạn cứ mạnh dạn là học những nghĩa chính cơ bản nhất của nó đã, được không? Đấy, để cho đỡ kiểu đầu óc nó xử lý bớt thông tin đi, nếu không các bạn sẽ cảm thấy là cực kỳ vất vả, nhất là với những bạn tự học ấy ạ. Đúng không? Đấy, thì tiếng Nhật vốn đã khó rồi, N3 đã khó, N2 còn khó hơn, mà lại còn mình cứ đi sâu quá, nghiên cứu quá, đôi khi nó sẽ cực kỳ vất vả, và cảm thấy cái việc học tiếng Nhật nó, sao tiếng Nhật nó không hợp với mình ấy, mình không độ của nó ấy, đúng không ạ? Rồi, chính xác. Itesuka minasan, đấy, vừa rồi là mình có chia sẻ thêm một chút những cái bài này khó nhớ quá. Ơ thật mà đấy, mình bảo không hề dễ đúng không, nhưng bạn yên tâm đi, thôi là các bạn có thể xem một vài những cái video chữa đề N2 của mình chẳng hạn ấy, những cái ngữ pháp ấy nó sát hoàn toàn với đề, chứ thậm chí các bạn có thể xem những cái đề N2 thực tế đi, đúng không? Nó không bao giờ hỏi đến các bạn những cái sự phân biệt trong cùng những mẫu câu nó phức tạp như thế này đâu, mà các bạn cứ cố nghiên cứu vào thì làm cho việc học tiếng Nhật nó khó khăn, nó quá nhiều trở ngại cản trở, và mình thấy ôi tôi không độ tiếng Nhật được nữa, tiếng Nhật không độ tôi và tôi cũng không độ nó luôn ấy nhá. Nên là mạnh dạn lượt đầu tiên các bạn cứ học qua cho mình đi, đúng không? Đấy, không quá đào sâu nghiên cứu làm gì cả, đúng không? Khó quá mạnh dạn bỏ qua, mình thực lòng khuyên các bạn thế đấy ạ, nhất là với những bạn tự học ấy ạ nhá, đúng không ạ? Ừ. Rồi, ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn các bạn trong những buổi livestream tiếp theo nhá. Ừ. Quên gần hết rồi à? Thì quên rồi thì quên để có những cái kiến thức khác vào mà, đúng không? Đấy, bộ nhớ nó chỉ có gần đấy thôi thì quên rồi chúng ta lại nhớ, đúng không? Chứ không phải học lại từ đầu nữa nhá. Hãy minasan otsukaresama deshita. Chào, mata ne. Hẹn gặp lại các bạn.